Việc giữ gìn vệ sinh sau khi quan hệ tình dục rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tạo vòng xoắn bệnh lý, gây viêm nhiễm mãn tính đường sinh dục, làm khó khăn trong việc điều trị. Theo bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám điều trị chăm sóc sức khỏe sinh sản bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các mầm bệnh là nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn và virus có thể gây bệnh qua đường tình dục nếu chúng ta không chăm sóc đúng cách cũng như không áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân và bạn tình. Việc mắc các bệnh viêm nhiễm ở đường sinh dục có thể xuất phát từ nguyên nhân là một trong hai người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, chlamydia, xui mau gà, giận mu. Những trường hợp này cần tránh quan hệ và đi khám điều trị rứt điểm trước khi quan hệ tình dục với bạn tình. Một số nhóm bệnh lý nữa liên quan đến việc giữ vệ sinh trước, trong và sau quan hệ tình dục không đúng cách, gây nên những viêm nhiễm đường này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khỏe. Đó là các viêm nhiễm do tạp khuẩn, nấm, trichomonas. Nhóm bệnh lý này thường gây nên bất thường đường âm đạo nữ, nhiễm trùng đường tiết niệu ở nam, nhưng triệu chứng có thể không rầm rộ như nhóm bệnh cấp tính ở trên. Mặc dù vậy, nếu không được điều trị triệt để, cũng có thể là nguyên nhân gây nên vô sinh do viêm ngược dòng từ âm đạo và túi cùng, gây dính đường sinh dục, hoặc ở nam giới có thể gây viêm màu tinh, gây tắc đường dẫn tinh. Để giữ vệ sinh khi quan hệ tình dục, bác sĩ Tạ Việt Cường khuyến cáo, Chú ý các dấu hiệu bất thường ở đường sinh dục tiết niệu như tiểu buốt, tiểu da mủ hoặc ra khí hư ngứa ở nữ giới để đi khám và điều trị khỏi triệt đề, tránh tạo thành bệnh mãn tính gây khó khăn trong việc điều trị. Trước khi quan hệ cần tắm rửa, vệ sinh răng miệng sạch sẽ để hạn chế tác nhân gây bệnh ngoài da đưa vào bên trong cơ quan sinh dục. Trong khi quan hệ, chú ý tránh việc đưa vi khuẩn ở các vùng khác như hậu môn, đường miệng vào trong đường sinh dục. Sau khi quan hệ nên tắm rửa vệ sinh sạch sẽ bên ngoài cơ quan sinh dục. Với nữ giới, cần chú ý có thể để tinh dịch vào bên trong âm đạo chảy ra ngoài nhưng không được bơm nước thụt rửa vào bên trong gây rối loạn mất cân bằng môi trường âm đạo sẽ làm các vi khuẩn không có lợi phát triển gây viêm nhiễm đường sinh dục nữ. Các chị em phụ nữ có thể sử dụng thêm các sản phẩm giúp tăng cường hệ vi sinh ở đường sinh dục qua đường uống hoặc tại chỗ cũng là một giải pháp giúp giảm hạn chế những nhiễm trùng vùng này. Sử dụng bao cao su đúng cách là giải pháp giúp hạn chế các viêm nhiễm cũng như các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục cấp tính như lậu, chlamydia, HIV, giang mai.